Sinh viên Đài Loan tiếp tục chiếm giữ tòa nhà Quốc hội, tên từ Đài Bắc. Các sinh viên Đài Loan vẫn tiếp tục chiếm tòa nhà Quốc hội ở Đài Bắc vào hôm nay để phản đối một hiệp ước thương mại với Trung Quốc đại lục. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu đã mời các lãnh đạo của phong trào biểu tình sinh viên đến văn phòng của mình trong một nỗ lực để giải quyết bế tắc. Tòa nhà Quốc hội của Đài Loan đã bị chiếm đóng bởi hàng trăm người biểu tình trong tuần vừa qua để phản đối quyết định của chính phủ ký một thỏa thuận thương mại sẽ mở 80 lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc cho Đài Loan và Đài Loan sẽ mở 64 lĩnh vực cho Trung Quốc. Các sinh viên hôm nay cho biết họ đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống Mã Anh Cửu và nhấn mạnh rằng họ sẽ không rời khỏi tòa nhà lập pháp trừ khi chính phủ Đài Loan đồng ý với yêu cầu của họ. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập bên trong và bên ngoài tòa nhà để thách thức hiệp định thương mại. Một số sinh viên nói rằng các vụ đụng độ gần đây giữa sinh viên biểu tình và cảnh sát đã phá vỡ hình ảnh của Quốc dân đảng. Ông Mã Anh Cửu nói rằng hiệp định thương mại này rất cần thiết cho tương lai kinh tế của Đài Loan. Nhưng phe đối lập nói rằng thỏa thuận này có thể làm tổn thương các công ty nhỏ Đài Loan. Nhiều người cũng đang lo lắng là hiệp ước này sẽ cho phép Trung Quốc mở rộng sự ảnh hưởng trên một vùng lãnh thổ độc lập và dân chủ mà Trung Quốc vẫn coi là một tỉnh ly khai. Cuộc biểu tình của các sinh viên là thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Mã Anh Cửu kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2008.